tô phiếu trả lời trắc nghiệm 2025. Đấy. Xin chào quý thầy cô và các bạn học sinh. Bắt đầu từ năm học 2024-2025 thì cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông có nhiều thay đổi. Trong đó môn ngữ văn vẫn giữ nguyên hình thức thi, đó là thi ở hình thức tự luận. Còn các môn còn lại sẽ thi trắc nghiệm với 3 phần. Phần thứ nhất đó là trắc nghiệm 4 lựa chọn. Phần thứ hai đó là chọn đúng sai. Và phần thứ ba đó là trả lời ngắn. Tuy nhiên có môn sẽ không đủ 3 phần mà chỉ có 2 phần đầu thôi. Đó là môn lịch sử và môn giáo dục kinh tế và pháp luật. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn học sinh tô sao cho đúng phiếu trả lời trắc nghiệm 2025 này. Vì nếu chúng ta không biết cách tô, cho dù các bạn làm bài đúng mà tô vào phiếu trả lời sai thì cũng coi như chúng ta làm sai. Đặc biệt hơn đó là phần trả lời ngắn. Tôi sẽ nêu các trường hợp thường gặp để hướng dẫn các bạn cách tô sao cho đúng. Nào, chúng ta cùng xem tiếp video nha. Bước thứ nhất, thí sinh cần hoàn thành phần thông tin kỳ thi và thí sinh từ 1 đến 6. Bước thứ hai, ghi số báo danh vào 6 ô bằng viết mực và tô vào những ô bên dưới tương ứng bằng viết chì. Bước thứ ba, sau khi nhận đề, thí sinh sẽ ghi bằng viết mực vào 3 ô phía trên và hiển nhiên tô bằng viết chì vào những ô tương ứng bên dưới. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần số 1, trắc nghiệm, chúng ta chỉ tô một đáp án. Và kinh nghiệm là các bạn cần dùng một cái thước để chúng ta có thể định vị trí sao cho không bị tô nhầm. Chúng ta giả sử có đáp án phần số 1 như sau. Ở đây chúng ta có một A đặt thước ngang số 1 và chúng ta tô kính đầy ô A ở câu số 1. Ở câu 2 đáp án là C, chúng ta dùng thước đặt ngang và tô vào ô C tương ứng. 3D câu số 3 và chúng ta sẽ có được đáp án là câu D. Lưu ý các bạn nhé, tô là phải tô kính và tô đậm. Sang đến câu 4, chúng ta có đáp án là 4B. Chúng ta sẽ đặt thước ngang và tô kính. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần số 2, đúng sai. Giả sử chúng ta có đáp án của câu số 1. Câu 1A là sai, chúng ta nhìn đây nè, ở câu A chúng ta sẽ tô kính cái chữ sai. Câu 1B chúng ta đã tìm ra được kết quả là đúng, vậy thì các bạn nhớ ngay chăng câu 1B chúng ta tô bên đúng. Tương tự như vậy, câu 1C là sai, chúng ta sẽ tô kính ở ô sai. Và câu 1D đúng, chúng ta sẽ tô phần đúng ở bên câu D. Và bây giờ mới là phần quan trọng và khó nhất, đó chính là chúng ta tô phần số 3 trả lời ngắn. Ở đây chúng ta sẽ có các trường hợp. Giả sử câu số 1 đáp án của chúng ta là có một ký tự, ví dụ như là bằng 5, thì các bạn sẽ dùng viết mực ghi vào ô đầu tiên là số 5. Sau đó chúng ta sẽ tô ở ô đầu tiên nhưng mà ở số 5 ở đây. Vậy là chúng ta sẽ hoàn thành xong câu số 1. Tiếp theo chúng ta có câu số 2. Câu số 2 này là có hai ký tự và đáp án giả sử là 18. Vậy thì các bạn ở câu số 2 này, chúng ta sẽ ghi 1, 8 vào hai ô đầu tiên. Và tương như vậy chúng ta sẽ tô số 1 ở cột đầu tiên và số 8 ở cột thứ 2. Lưu ý không tô nhầm nha các bạn. Tiếp theo chúng ta có trường hợp thứ ba ở câu 3. Đó là có hai ký tự nhưng mà nó bị âm. Giả sử đáp án là trừ 7 thì chúng ta sẽ ghi là trừ 7. Mỗi ô một ký tự nha các bạn. Dấu trừ, các bạn thấy nè, đây là dấu trừ. Chúng ta sẽ tô kính ô đầu tiên trên cùng nhất. Và sau đó chúng ta tìm số 7 ở cột thứ 2. Đây. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc ghi và tô câu số 3, đáp án là trừ 7. Câu số 4, chúng ta có 3 ký tự. Giả sử đáp án là 728. Vậy thì các bạn sẽ ghi 7, 2, 8 vào 3 ô đầu tiên. Và chúng ta sẽ tô vào các ô bên dưới. Đầu tiên nhất là số 7 vào cột thứ nhất. Số 2 vào cột thứ 2 và số 8 ở cột thứ 3. Các bạn dùng thước di chuyển như thế này thì chúng ta sẽ không có tô nhầm nha. Và trường hợp thứ 5, câu số 5, chúng ta có đây là một số thập phân. Giả sử đáp án chúng ta đang có đây là 0,16. Vậy thì các bạn ghi bằng viết mực 0,16. 0,16. Một ô là một ký tự nha các bạn. Và sau đó chúng ta sẽ tô tương ứng. Đầu tiên nhất số 0. Thì các bạn thấy đây, chúng ta có số 0 thì mình tô số 0 thôi. Tiếp theo là dấu phẩy, thì các bạn thấy dấu phẩy nè, đây dấu phẩy. Cột thứ 3 là số 1, vậy chúng ta tô số 1. Và số 6 thì ở cột thứ 4. Xong. Vậy là chúng ta đã tô được 0,16. Và ở câu số 6 này, chúng ta có một cái trường hợp, đó là số thập phân mà là âm. Vậy thì đây, đáp án là -2,4, chúng ta ghi là -2,4. Với quy tắc một ký tự là một ô nha các bạn. Và sau đó chúng ta sẽ tô.
dấu trừ ở trên cùng nhất, các bạn thấy nè, dấu trừ. Số 2 ở cột thứ hai thì đây, chúng ta tô ngay cột thứ hai số 2. Dấu phẩy. À, dấu phẩy ở đây, chúng ta tô ngay dấu phẩy ở cột thứ 3. Và tìm số 4 ở cột thứ 4. Chúng ta thấy ngay nè, cái thước nhân ngang nè. Số 1. Vậy là xong. Và đến đây chúng ta đã hoàn thành các bước tô phiếu trả lời trắc nghiệm 2025 đủ 3 phần. Nếu bạn nào còn thắc mắc hay khó khăn gì trong quá trình thực hiện thì đừng ngần ngại cho biết ở phần bình luận bên dưới video nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên kênh Thành Tố Bot nha.